Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Em là Hoàng và hôm nay sẽ là một cái chủ đề giải đáp những cái thắc mắc, giải đáp những cái đau đầu của mọi người trong cái việc chọn đáp ở phân khúc tầm trung. Mọi người biết là giải mã thì nguyên ở cái cửa hàng Bảo Tín Audio thôi đã có đến 30-40 loại đầu giải mã khác nhau rồi. Chưa nói là ở trên thị trường nữa mọi người nhé. Đấy nên là chọn một chiếc đầu giải mã thật sự quá là đau đầu, đặc biệt là ở trong phân khúc tầm trung cũng có rất là vô vàn. Chưa nói đến việc ở đâu sâu xa nhé, chúng ta thấy rằng là với cái tầm phân khúc giá trên dưới 5 triệu một chút, ở đây chúng ta đã có ngay ba mẫu đầu giải mã này rồi. Đây là SMSL DO100 Pro, bên cạnh là SMSL DL200 và bên cạnh nữa là topping D53 La Mã có giá là hơn 5 triệu một chút cho ba mẫu này. Cụ thể nhé, topping D53 giá tại cửa hàng Bảo Tín là 5.199.000 đồng. Đấy. Với SMSL DL200 tại cửa hàng Bảo Tín giá tốt hơn một chút. Đấy, 5.600.000 đồng. Với SMSL DL100, DO100 Pro tại cửa hàng Bảo Tín có giá tốt nhất Việt Nam 5.400.000 mọi người nhé. Đây là ba mẫu đầu giải mã mà mọi người thấy rằng là được đánh giá cao nhất ở trong phân khúc và được rất là nhiều người anh em tham khảo, những chú, những bác quan tâm đến ba dòng này. Vậy thì ba dòng này khi nào dùng thì sẽ phù hợp và sử dụng như thế nào cho nó hiệu quả, với cái cấu hình bộ dàn như thế nào, thì trong video này em Hà sẽ có một cái phân tích rất là chi tiết, rất là chính xác cho mọi người nhé. Quay trở lại với nội dung video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy rằng là chọn đầu giải mã rất là khó đúng không ạ? DO100 Pro, DL200 hay topping D53 đều là những phiên bản rất là nổi tiếng, rất là sừng sỏ trong cái phân khúc này rồi. D53 là một cái phiên bản thay thế của topping D50S để mà chúng ta có những cái trải nghiệm âm thanh chi tiết hơn. DO100 Pro cũng vậy, là một phiên bản nâng cấp của SMSL DO100, là phiên bản rất là hay ở trong phân khúc tầm trung. DO100 Pro thì nâng cấp cho chúng ta về chip này, nâng cấp cho chúng ta về OPAM này, nâng cấp cho chúng ta về chất lượng linh kiện bên trong, dẫn đến việc là cái sự nâng cấp này nó vượt trội hơn rất nhiều. Tuy nhiên có một cái điều thú vị là khi mà chúng ta nâng cấp thì giá thành của chúng ta lại vẫn giữ được cái mức giá tốt như DO100 Pro. Đấy là một cái điều mà rất là hay mà em muốn chia sẻ đến mọi người. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ chọn ba mẫu này và ba mẫu này sẽ có những cái vai trò hiệu quả như thế nào? Đầu tiên là về nhu cầu sử dụng mọi người nhé. Nhu cầu sử dụng thì ba mẫu này đều là những chiếc đầu giải mã thuần và phục vụ cho cái nhu cầu nghe nhạc mạng của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy nguồn nhạc từ trên mạng, từ tivi, từ điện thoại, từ máy tính. Hoặc nếu có điều kiện thì mọi người có thể là sắm thêm một cái music server để quản lý kho nhạc trên điện thoại, hay là nghe nhạc từ những cái nền tảng cao cấp hơn. Đấy, chủ yếu là nó sẽ phục vụ cho cái nhu cầu nhạc mạng. Và ba dòng này có một cái hay là được đánh giá là có cái chất lượng âm thanh chi tiết nhất, sắc nét nhất và âm thanh dày dặn nhất trong cái phân khúc này, với cả topping và SMSL đều là hai thương hiệu rất là cao cấp. Vậy thì với ba dòng đáp này sẽ có cái khác ở đây là khác về cái màu sắc âm thanh và khác một chút về cái hiệu năng kết nối đầu vào rồi là đầu ra. Còn nhu cầu cơ bản thì đều được sử dụng cho chúng ta là chip đến từ Mỹ, đó là trang bị con chip ES9039Q2M, một dòng chip rất là nổi tiếng được nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm là 9038Q2M. Với DO100 Pro thì trang bị hai chip 9039Q2M. Tương tự như vậy là topping D53 cũng trang bị hai chip 9039Q2M. Hay là SMSL DL200 thì được trang bị một chip 9039Q2M. Đấy, một chip nhưng mà nó sẽ cho chúng ta hiệu năng rất là tốt nha mọi người nha. Nhiều khi chipset nó chưa phải là tất cả để chúng ta đánh giá, nên là sẽ có một cái video phân tích cho mọi người. Về cái màu sắc âm thanh thì do sử dụng cùng một cấu hình chip nên là ba dòng DAC này đều cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh rất là chi tiết, rất là tốt. Chỉ có cái là khác một chút về các cái linh kiện bên trong nên dẫn đến cái màu sắc, cái màu âm sắc âm thanh của nó khác nhau một chút. Điển hình ở đây chúng ta có SMSL DL200 thì cho chúng ta một cái phần trung âm nổi bật hơn, trung âm thoát hơn, mềm hơn một chút. Topping D53 thì sao? Topping D53 thì lột xác hoàn toàn so với phiên bản D50S, một cái chất lượng âm thanh cực kỳ chi tiết, rất là gai góc, sắc nét. Tuy nhiên sẽ hơi cứng một chút.
Đấy, đấy là cái mà chúng ta cũng cần lưu ý. Còn với SMSL DO100 Pro thì trung hòa hơn, rất chi tiết, rất sắc nét, nhưng tiếng có một cái độ mềm mại vừa phải. Đấy, vẫn giữ được cái độ gai góc để giúp chúng ta chơi được đa nhu cầu hơn, đa thể loại hơn. Đấy, đây là cái hiệu năng khác biệt chủ yếu giữa ba dòng này. Còn về cái cách thức kết nối thì đều như nhau. Ví dụ SMSL thì chúng ta đấy là đều là một con đáp có rất là nhiều các cổng tín hiệu đầu ra đầu vào. Với đầu vào thì sẽ có là cổng coaxial, cổng optical để kết nối từ cổng quang, cổng USB để kết nối từ máy tính, điện thoại, cổng Bluetooth để chúng ta bắt Bluetooth không dây, phạm vi kết nối từ 12 đến 15 mét và có cho chúng ta công nghệ Bluetooth 5.1 đặc biệt dùng chip cao cấp nhất của Qualcomm, thương hiệu đến từ Mỹ, QC Qualcomm 5125. Và hay ở chỗ là anh này có thêm đường HDMI ARC để chúng ta kết nối bằng dây ARC. Dây này sẽ giúp cho chúng ta có tín hiệu rất là tốt từ trên TV xuống. Đấy, cái mà chúng ta đang đang quan tâm là ARC sẽ tốt hơn cổng quang và cho chúng ta cái chất lượng âm thanh tốt hơn cổng quang. Đấy, đấy là cái mà thú vị. Ngoài ra đầu ra thì sẽ có là AV và Canon, hay gọi là RCA và XLR. Đấy, đường ra tín hiệu này. Và hai đường này sẽ xuất đồng thời cho chúng ta và cho chúng ta chất lượng âm thanh tốt. Chúng ta có thể sử dụng cho hai bộ dàn cùng một lúc, một nghe nhạc, một hát karaoke mà không cần phải tháo rút thiết bị nha. Rất là tiện. Thiết kế chắc chắn, kích thước to so với các dòng đáp cùng phân khúc. Đấy, linh kiện tốt và phần nguồn rất là ổn định. Phần nguồn sử dụng dây nguồn trực tiếp và chạy vào bo mạch này. Đấy, có công tắc phía sau, có điều khiển từ xa mọi người nhé. Đấy, đấy là DO100 Pro. Tiếp theo là DL200 thì sao? Anh này thì có một chút khác biệt so với DO100 Pro. Đó là phía sau sẽ có tất cả những cái cổng tín hiệu đầu vào như là USB, Optical, Coaxial và Bluetooth 5.1. Đấy, cũng hỗ trợ chip giải mã QC Qualcomm 5125. Anh này thì hơi tiếc một chút là không có HDMI ARC và đường tín hiệu ra của nó sẽ là đường tín hiệu dạng TRS. Đấy, TRS đó là dạng 6 ly cân bằng. Đấy, thì cái này thì sẽ hơi khó hơn một chút để chúng ta tìm cái dây kết nối phù hợp. Nhưng về hiệu năng cơ bản thì nó vẫn sẽ như là 3 lần. Đấy. Và nguồn thì vẫn là nguồn trực tiếp, chưa có công tắc. Nhưng mà cái nguồn trực tiếp này thì giúp chúng ta có tín hiệu ổn định hơn rất là nhiều. Hay hơn ở chỗ là nguồn trực tiếp thì chúng ta sẽ có cái độ an toàn tốt hơn và về lâu về dài thiết bị sẽ bền hơn nha mọi người nhé. Đấy, sẽ không bị chịu ảnh hưởng bởi những cái nguồn rời 5V. Và mặt trước này, khác biệt một chỗ lớn nhất đó là anh này có trang bị hai đường ra headphone 4,4 ly và 6,35 ly. Như vậy là chúng ta sẽ có thể cắm trực tiếp các cái dòng tai nghe nghe nhạc chuyên dụng để chúng ta nghe nhạc nếu chúng ta có nhu cầu phát sinh. Đấy, ngoài việc làm được như Leo 100 Pro là xuất ra hai bộ dàn cùng một lúc thì anh này có thể chơi được cả tai nghe nữa, đa năng hơn. Và chính vì thế nên là hãng làm cho chiếc thiết bị này một cái kết cấu rất là rộng, chơi được cả bộ dàn làm việc đi cắm tai nghe trực tiếp vào những cái thời gian mà chúng ta không muốn làm phiền đến người khác. Đấy, rất là hay, cũng là một cách kết nối rất là thú vị giữa anh này. Và chính vì vậy nên là hãng này cho cái chiếc đáp này có cái màu sắc âm thanh rất là thú vị, là cái phần trung âm của nó nổi bật hơn rất là nhiều. Trung âm nổi bật hơn dẫn đến việc là nghe vocal rất là thích mọi người nhé. Nếu mọi người là tín đồ của vocal trong phân khúc này, những cái thể loại nhạc như là Phương Thảo, Quang Dũng, Ngân Ngân, Mộc San, đấy, những cái dòng nhạc mà thiên về lời nhiều, thiên về lời nổi bật hơn nhiều, thì mọi người có thể là tham khảo. Đấy, tham khảo những cái đáp này. Còn một phiên bản nữa sẽ giúp cho mọi người nghe một cái trải nghiệm âm thanh cân bằng hơn rất là nhiều, rất chi tiết mọi người nhé. Nếu đánh giá về cái độ chi tiết sắc nét thì sẽ là D53. D53 ví dụ hai anh này là 9,75 hoặc 9,8 điểm thì so sánh về độ chi tiết thì anh này sẽ là 10. Anh này có thể nói là chi tiết nhất. Đấy. Có thể là với cái đo đạc này thì mọi người phải là một người có cái đôi tai nghe nhạc gạo cội hoặc là bộ dàn mọi người thật sự tốt thì chúng ta mới có thể phân biệt được. Đấy. Anh này có một cái hay là cái phần giải cao của anh này sáng nhất. Sáng nhất. Nếu mọi người thích nghe chép thì hãy chọn topping D53.
Nhưng sẽ có một cái điểm trừ đi kèm này. Khi mọi người mà muốn nghe chép nhiều, hoặc là nếu mọi người không thích nghe chép thì sẽ bị gì ạ? Nếu mọi người không thích nghe chép mà cái chiếc đáp có giải chép cao hơn một chút thì nó sẽ bị chói. Đấy. Hoặc là nếu mọi người là cái tín đồ nghe nhạc trữ tình, nhạc nhẹ, nhạc vàng, nhạc bolero, thích cái độ mềm mại thì mọi người sẽ cảm giác như cái này hơi bị khô tiếng và hơi bị chói một chút. Đấy. Em đã có một anh khách đã mua sản phẩm SMSL DO100 Pro lần đầu tiên tại cửa hàng Bảo Tín Audio. Và anh ấy có hai bộ dàn để ở hai tầng khác nhau. Và khi mà anh ấy sử dụng DO100 Pro xong rồi, và tức là không muốn trải nghiệm cái màu sắc âm thanh giống như vậy nữa, mà muốn tìm một cái màu sắc âm thanh nó mới lạ hơn, nó khác đi, để đặt lên cái bộ dàn ở trên tầng. Và em đã tư vấn cho anh ấy là nếu anh muốn cái màu sắc âm thanh nó khác đi một chút thì anh có thể tham khảo dòng topping D53 này. Đây cũng là một cái dòng rất là tốt trong phân khúc. Và đây là cái phản hồi mà anh khách để lại sau khi mà sử dụng sản phẩm topping D53. Thì anh có đánh giá là dòng này chất âm rất là chi tiết, tuy nhiên thì tiếng nó sẽ hơi khô và hơi chói một chút. Đấy, hơi khô một chút, bởi vì cái dòng nhạc mà anh ấy thích là cái dòng nhạc nhẹ, nhạc vàng trữ tình. Sau đó thì em lại phải thao tác đổi lại thành DO100 Pro cho anh ấy. Thì đấy là một cái mà mọi người có thể lưu ý. Đác giải mã nó có một cái hay là nó không phải sản xuất để phục vụ tất cả các nhu cầu của chúng ta, nên nếu nó hợp với khẩu vị nghe nhạc của chúng ta thì chúng ta hãy nên chọn để cho nó đúng với nhu cầu. Còn dù nó có hay đến như thế nào đi chăng nữa mà nó không hợp với cái nhu cầu của mình thì đấy là một chiếc đác rất là vô dụng. Nên là cái việc mà dễ mất tiền oan là vì như vậy mọi người nhá. Hay, tốt nhưng phải hợp với mình. Còn nếu hay, nếu tốt mà không hợp với mình thì đấy sẽ là dở. Đây là cái mọi người có thể lưu ý. Còn về cái độ chi tiết, độ sắc nét thì topping D53 làm rất là tốt. Có một cái mọi người hay để lại cái bình luận là so với D50S thì sao? Thì so với D50S thì nó là một cái sự nâng cấp rất là hoàn hảo. Đấy, mọi người có cái bộ lọc tốt hơn này, có cái độ chi tiết sắc nét tốt hơn này. Đấy, có cái độ âm thanh rất là sạch sẽ. Nhưng bù lại thì chúng ta chỉ hơi mất một chút ở cái độ mềm mại thôi. Có thể nó sẽ không phù hợp với cái thị hiếu của mọi người, thị giác của mọi người. Nhưng nó đem lại một cái trải nghiệm, nó hướng đến cái sự chuyên nghiệp hơn. Nên là theo tổng quan thì em thấy D53 vẫn là bản nâng cấp của D50S. Đấy. Còn có thể nó không hợp với mọi người thôi thì mọi người có thể cân đối. Có thể nó không hợp với cái cấu hình mà mọi người sử dụng để mà thích cái tiếng bass mềm mại. Đấy. Còn lại thì các cái tính năng khác về trung âm, về chép thì nó làm rất tốt, nó làm chi tiết hơn rất là nhiều. Nên là quan trọng nhất vẫn là cái gu nghe nhạc của chúng ta nữa. Đấy, nên là sẽ không có một cái sản phẩm nào mà nó gọi là quá tệ, nó phải phù hợp. Mọi người lưu ý nhé. Nếu mọi người có quan tâm đến ba sản phẩm này thì tóm lại em có một cái nhu cầu cơ bản tổng kết lại để cho chúng ta dễ cân đối và dễ lựa chọn. Nếu mọi người thích nghe trung âm, nghe vocal trong phân khúc này, độ chi tiết tốt, thi thoảng chơi tai nghe nữa thì SMSL DL200 là sự lựa chọn tối ưu nhất. Vocal sáng nhất, rộng nhất và dày nhất. Giá của nó là 5,6 triệu tại cửa hàng Bảo Tín. Đấy. Cái thứ hai là nếu mọi người thích nghe kiểu cân bằng, tách bạch. Đấy. Cân bằng, tách bạch, tiếng chép sáng. Đấy, để chúng ta nghe các cái thể loại nhạc mà hòa tấu chẳng hạn. Hay là mọi người thích nghe kiểu remix. Đấy. Remix nhạc nhanh. Thì đây, topping D53. Nhưng lưu ý một chút, nếu mà ở nhà mà có bộ dàn thiên sáng một chút thì phải cân đối em này. Còn nếu như mọi người thích cái sự trung hòa hơn, vừa có độ mềm mại, vừa có trung âm rộng mà vừa có độ chi tiết, không bị quá chói, thì đây, SMSL DO100 Pro là một cái phương án mà mọi người có thể cân nhắc sử dụng. Dòng này thì sẽ có giá là 5,4 triệu, giá rất là tốt. Còn topping D53 là 5,199,000, có tặng kèm dây quang và tặng thêm một cái adapter nguồn 5V 2A của Oppo nữa, thì sẽ tặng kèm cho mọi người quà tặng như vậy. Và sản phẩm của bên em sẽ cam kết là hàng mới, chính hãng 100%, bảo hành cho mọi người là 12 tháng mọi người nhé. Ngoài ra thì bên em sẽ có hỗ trợ setup cho mọi người các cái phần mềm nghe nhạc từ stream hay là offline, cài đặt sẵn vào máy tính cho mọi người nếu mọi người có nhu cầu. Hỗ trợ mọi người chơi BLQ nếu mọi người thích chơi máy tính với D53. Hỗ trợ mọi người cài đặt Tidal để chúng ta chơi các cái nền tảng stream nhạc. Hỗ trợ mọi người copy nhạc miễn phí, dung lượng tối đa 2TB nếu mọi người có ổ cứng hoặc USB gửi qua shop. Ngoài ra thì nếu mọi người chưa có điều kiện thì nhắn lại cho em sẽ gửi cho mọi người link tải nhạc 1200 bài hát về Zalo của mọi người.
mọi người sẽ truy cập trực tiếp và sau đó tải về điện thoại, tải về máy tính thì chúng ta có thể nghe nhạc miễn phí mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi video clip này của em. Nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc gì, có thể liên hệ cho em Hoàng qua số điện thoại là 0826 110011, em có để trên góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.